Xin chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trên kênh YouTube Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin chi tiết. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi thông báo về tình hình rét đậm rét hại ở phía Bắc, cũng như tình hình thời tiết cho các vùng trên cả nước. Theo đó, nhiệt độ lúc 6 giờ sáng ngày 26 tháng 1 ghi nhận ở Mộc Châu, tỉnh Sơn La là 4,7 độ, Sapa, Lào Cai 3 độ, Đồng Văn, tỉnh Hà Giang 4 độ, Tam Đảo, Vĩnh Phúc 5,2 độ. Đáng chú ý, ở Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn, giá rét vẫn bao phủ và nhiệt độ vẫn là dưới 0 độ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét hại. Dự báo đợt rét hại diện rộng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27 tháng 1, ở Thanh Hóa và Nghệ An kéo dài đến hết ngày 26 tháng 1. Rét hại có khả năng ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân. Rét hại kèm theo mưa có khả năng ảnh hưởng tới các hoạt động tham quan, du lịch, an toàn của các phương tiện tham gia giao thông. Trước tình hình mưa rét kéo dài, nhiều người dân mưu sinh giữa đêm khuya đã khó khăn, nay càng khó khăn hơn. Ở Hà Nội, cái lạnh cắt da cắt thịt khiến cuộc sống mưu sinh của những người lao động ngoài đường phố giữa đêm khuya càng vất vả hơn. Khoảng 23 giờ, nền nhiệt ngoài trời ở mức 8 độ C. Trên nhiều con đường góc phố thủ đô, những người bán cây cảnh, những xe chở hàng, các chị lao công vẫn miệt mài với công việc của mình. Dọc đường Lạc Long Quân là nơi tập trung nhiều người buôn bán cây cảnh, đào, quất thời vụ. Người dân ở đây chia sẻ, dù đã quen với cảnh màn trời chiếu đất, nhưng cái lạnh vẫn là nỗi khiếp sợ đối với những người buôn bán phải trông cây đêm. Theo đó, những người dân ở đây chọn cách nhóm lửa sưởi, mang thêm chăn, áo ấm để có giấc ngủ tạm qua đêm. Tại Bệnh viện Bạch Mai, nhiều người nhà bệnh nhân trong khu vực trung tâm cấp cứu và đột quỵ nằm co ro dưới nền nhà, ghế đá hay quanh các lối đi của bệnh viện để trông người nhà. Tại khu vực này, Bệnh viện Bạch Mai đã dựng máy sưởi để hỗ trợ người nhà bệnh nhân. Đêm ngày 24 sang ngày 25 tháng 1, nhiệt độ tại thành phố Thanh Hóa xuống tới 9 độ C. Giá rét đã ảnh hưởng rất lớn tới việc đi lại sinh hoạt của người dân Thanh Hóa, đặc biệt là những người lao động, đêm xuống giá lạnh, thế nhưng họ vẫn phải vất vả để mưu sinh. Đặc biệt thời điểm cận Tết, những tiểu thương buôn bán cây cảnh dọc các tuyến đường phố ở thành phố Thanh Hóa phải đốt lửa xuyên đêm để chống chọi với giá rét, thay nhau trông coi cây cảnh. Những người bán quất cảnh co ro trong cái lạnh cắt da cắt thịt để chống chọi với giá rét. Những người buôn bán cây cảnh thường phải mặc rất nhiều áo, đội mũ trùm tai kín mít. Một số tiểu thương khác phải dựng lều bạt thay nhau ngủ để túc trực trông coi cây cảnh. Đêm xuống, nhiệt độ cũng xuống sâu, nhiều tiểu thương đã phải đốt lửa để sưởi ấm. Nhiều tiểu thương cho biết năm nay hàng hóa về nhiều nhưng sức mua của người dân hiện vẫn rất thấp. Sau đây là dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước. Hà Nội nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 3 trời rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 9 đến 11 độ, nhiệt độ cao nhất từ 12 đến 14 độ. Phía Tây Bắc Bộ thời tiết nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết, nhiệt độ thấp nhất từ 8 đến 11 độ, Tây Bắc có nơi từ 3 đến 6 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ, nhiệt độ cao nhất từ 11 đến 14 độ, riêng Tây Bắc có nơi trên 14 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, trời rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất từ 8 đến 11 độ, vùng núi từ 4 đến 7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 11 đến 14 độ, vùng núi từ 8 đến 11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, 5. Phía Bắc trời rét hại, phía Nam trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất, phía Bắc từ 11 đến 14 độ, phía Nam có nơi trên 14 độ. Nhiệt độ cao nhất, phía Bắc từ 13 đến 15 độ, phía Nam từ 16 đến 19 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác. Phía Nam ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng biển cấp 4, 5, có nơi gió giật mạnh cấp 6, 7. Phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất, phía Bắc từ 18 đến 21 độ. Phía Nam từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 23 đến 26 độ, phía Nam từ 27 đến 30 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng đêm có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, có nơi dưới 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết ít mây, không mưa, trời nhiều nắng. Riêng sáng sớm tiết trời mát mẻ,
nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Trước tình hình thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ban hành công điện số 08 ngày 23 tháng 1 năm 2024 về việc chủ động phòng chống rét đậm rét hại kéo dài. Công điện nêu, những ngày qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh, toàn miền Bắc đã xảy ra rét hại, vùng núi cao xuất hiện băng giá, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và sản xuất nông nghiệp. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đây là đợt không khí lạnh có cường độ mạnh nhất mùa đông năm 2023-2024. Trong đợt rét này, ở Bắc Bộ, nhiệt độ có khả năng thấp nhất từ 3-6 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ, khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 9-11 độ, khu vực Trung Trung Bộ từ 12-15 độ. Ngoài ra, các vùng biển trên khu vực Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, có nơi cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh. Tình trạng biển động còn kéo dài trong nhiều ngày. Để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại đối với sản xuất nông nghiệp, bảo vệ sức khỏe của người dân, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất đối với sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc công điện số 1404 CDTTC ngày 24 tháng 12 năm 2023 về việc chủ động phòng chống rét đậm rét hại kéo dài, tập trung một số nhiệm vụ cụ thể sau. 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống rét và diễn biến thời tiết khắc nghiệt, bảo đảm sức khỏe và an toàn cho người dân, nhất là người cao tuổi, trẻ em và người yếu thế. Tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống đói, rét, dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi, thủy sản nhằm giảm thiểu thiệt hại đối với sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp. Chỉ đạo cơ quan chức năng của địa phương theo dõi chặt chẽ, cập nhật diễn biến thời tiết và thông báo hướng dẫn nhân dân biết để chủ động triển khai các biện pháp phòng chống rét, bảo đảm an toàn cho người, hạn chế thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp. 2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tập trung chỉ đạo theo dõi sát diễn biến thời tiết, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện công tác phòng chống rét, dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản và cây trồng, xây dựng và hướng dẫn kế hoạch sản xuất vụ đông xuân, cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện thời tiết. 3. Bộ Y tế phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông, phổ biến kiến thức, hướng dẫn khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng chống rét hiệu quả, bảo đảm an toàn sức khỏe, tránh nguy cơ nhiễm độc khí khi đốt than củi để sưởi ấm trong phòng kín, chỉ đạo lực lượng y tế tuyến cơ sở bảo đảm cơ số thuốc chữa bệnh cần thiết, tổ chức khám chữa bệnh cho người dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. 4. Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo, cung cấp thông tin kịp thời về tình hình thời tiết rét đậm rét hại để cơ quan chức năng và cơ quan truyền thông truyền tải đến người dân biết và chủ động tích cực triển khai các biện pháp ứng phó hiệu quả với rét đậm rét hại, băng giá. 5. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí ở trung ương và địa phương tăng tần suất và thời lượng phát các bản tin dự báo thời tiết, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho vật nuôi, thủy sản, cây trồng đến các cơ quan chức năng và người dân. 6. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ và các cơ quan thông tấn báo chí của trung ương và địa phương thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến của rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết chủ động phòng tránh. Thông tin cập nhật vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho kênh YouTube Báo Người Lao Động. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.